chào quý phụ huynh và các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình tư vấn xét tuyển đại học năm 2016 tại trường Đại học Lạc Hồng. Và để giải đáp những thắc mắc và sự quan tâm của quý phụ huynh về các hình thức xét tuyển tại trường Đại học Lạc Hồng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Hồ Viễn Phương, Phó trưởng phòng đào tạo trường Đại học Lạc Hồng. Vâng ạ, xin được kính chào tiến sĩ Hồ Viễn Phương. Trong chương trình xét tuyển năm 2016 thì trường Đại học Lạc Hồng có những phương án xét tuyển như thế nào và chỉ tiêu xét tuyển ra sao ạ? Năm 2016 này thì trường Đại học Lạc Hồng có hai cái phương án xét tuyển. Thứ nhất đó là xét tuyển thí sinh đã thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai đó là xét tuyển theo học bạ lớp 12 với tổng chỉ tiêu là 2.300 chỉ tiêu. Trong đó 50% sẽ dành cho thí sinh mà xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 50% còn lại thì dùng để là xét tuyển thí sinh theo học bạ lớp 12. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Viễn Phương, đối với phương án xét tuyển học bạ thì điều kiện để xét tuyển vào trường Đại học Lạc Hồng như thế nào? Xin mời tiến sĩ chia sẻ với quý phụ huynh và các bạn thí sinh được biết. Đối với phương án mà xét tuyển học bạ vào trường Đại học Lạc Hồng thì hiện nay là có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là các bạn thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thì trong đó có hai dạng thí sinh. Thứ nhất là các bạn thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ những năm trước, và dạng thứ hai là những bạn vừa mới tốt nghiệp trong năm 2016 này. Điều kiện thứ hai đó là tổng điểm ba môn mà khi chúng ta xét tuyển xét tuyển học bạ đó thì là tổng điểm phải là từ 18 điểm trở lên đối với đại học và 16 điểm rưỡi trở lên đối với là xét tuyển cao đẳng. Thưa tiến sĩ, như vậy thì đối với trường hợp các bạn thí sinh xét tuyển vào trường Đại học Lạc Hồng bằng hình thức xét tuyển học bạ thì các bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào và các mốc thời gian xét tuyển ra sao ạ? Thì đối với hồ sơ xét tuyển thì các bạn cần lưu ý là chúng ta có 3 cái hồ sơ. Thứ nhất là cái mẫu hồ sơ xét tuyển theo học bạ lớp 12 theo mẫu của trường Đại học Lạc Hồng. Thì đối với cái mẫu này các bạn thí sinh ở xa thì chúng ta có thể lên website của trường và chúng ta download về để chúng ta điền thông tin. Còn đối với các bạn ở gần thì chúng ta có thể đến trực tiếp ở trường thì các bạn sẽ được phát miễn phí hồ sơ. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải photo công chứng cái học bạ trung học phổ thông chúng ta, và đặc biệt đó là cái chỗ mà cái phần lớp 12. Cái hồ sơ thứ ba đó chính là bản photo công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp của các bạn vừa mới thi năm nay. Đối với những bạn mà tốt nghiệp những năm trước thì chúng ta photo công chứng cái bằng tốt nghiệp của chúng ta. Cái đó là về hồ sơ. Còn đối với lại cái mốc thời gian xét tuyển cũng như là công bố kết quả thì là đối với đợt 1 thì các bạn sẽ nộp hồ sơ từ nay, tức là từ cái hôm các bạn xem cái video clip này cho đến ngày 31 tháng 7, và trường sẽ công bố kết quả vào ngày 1 tháng 8. Đó là đợt 1. Còn đối với đợt 2 thì trường sẽ đầu nhận hồ sơ từ ngày 2 tháng 8 cho đến ngày 13 tháng 8 và công bố kết quả vào ngày 15 tháng 8. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Viễn Phương, và hiện nay thì Diễm Nhi được biết là quý phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh quan tâm đến vấn đề là xét tuyển bằng hình thức thông qua học bạ. Như vậy thì chương trình đào tạo cũng như bằng cấp thì có giống như các thí sinh xét tuyển bằng hình thức truyền thống là thông qua kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hay không ạ? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn thí sinh cũng như là phụ huynh quan tâm, đó chính là nếu trong trường hợp mà con em hoặc là các bạn thí sinh mà xét tuyển theo kết quả học bạ thì liệu trong quá trình học thì chương trình học cũng như là các cái điều kiện cũng như là cái văn bằng tốt nghiệp thì liệu có chính quy giống như các bạn xét kỳ thi quốc gia hay không? Thì xin trả lời với đại quý phụ sinh, phụ huynh và các thí sinh như sau. Là cái việc mà chúng ta xét tuyển học bạ khi chúng ta trúng tuyển vào trường thì mọi quyền lợi chương trình học tập cũng như là văn bằng chúng ta sau khi học tập theo cái chương trình mà xét học bạ hoàn toàn tương đồng với các bạn thí sinh mà chúng ta xét tuyển kỳ thi quốc gia. Nói cụ thể hơn tức là các bạn cũng sẽ nhập học chung với nhau. Nếu mà học chung một ngành thì cũng sẽ học chung lớp với nhau, học chung một cái chương trình đào tạo, và chúng ta tốt nghiệp thì bằng cấp có giá trị tương đương nhau. Mọi quyền lợi là giống nhau, không có gì khác biệt cả. Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Viễn Phương đã dành thời gian chia sẻ với quý phụ huynh và các bạn thí sinh về chương trình xét tuyển đại học năm 2016 tại trường Đại học Lạc Hồng. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý phụ huynh và đặc biệt là các bạn thí sinh của chúng ta sẽ an tâm hơn khi xét tuyển vào trường Đại học Lạc Hồng. Xin trân trọng kính chào quý vị.